Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Clash of Clans và mình là Thành Ezzy đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ ấn vào hình cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Thì chắc là mấy ngày rồi mình cũng không vào cái vương quốc của mình. Thì chúng ta xem nào, có một đống xác chết ở phía trước này. Có nghĩa rất nhiều đợt tấn công đã xảy ra rồi đây. Chúng ta sẽ xem nào. Bạn đã phòng thủ thành công này. Chúng ta phòng thủ thành công 2 trận. Và mình sẽ xem mình phòng thủ như thế nào nha. Chúng ta sẽ ấn chữ phát lại. Đây, đây là toàn cảnh đây. Quân nó sẽ có 20 thằng manji. Nó cho giật xét à? Cái bình kia là bình giật xét đúng không? Cũng không thể nào mà vỡ thành được. Tập trung là đánh vào cái bắn lên trời kìa. Bắn đi. Wow. Đấy, cứ có cái khẩu súng cối này, nó cứ nã đạn liên tục vào đây thì làm sao mà chịu được. Làm mồi chôn luôn. Quá ngon. Một đống luôn. Rồi, đánh đi. À, mình nhớ, mình có một thằng đúng rồi, mình có một cái con này. Nó xoay ở đây thì bọn này không thể nào vào được anh em ạ. Đấy, đấy, anh em có thể thấy không? Thôi, chết thằng đấy rồi. Đây là quân từ của cái hội thành, nó giúp đỡ mình. Quân từ clan của mình. Chỉ còn mấy thằng gọi là cung thủ pháp sư. Lại thêm một con nữa. Chết luôn. Không kịp vào luôn đấy. Ở đây nó sẽ có con Balon đây. Rồi đánh đi. Bắn đi. Vào đi. Mình ở đây có rất là nhiều cung thủ đây. Bắc. Rồi xong. Một trận chiến khá đơn giản thôi. Mình có thiệt hại có mấy phần trăm ấy. Và bị trừ mất này. Rồi ta sẽ về màn hình chính nha. Một trận đấu diễn ra nó khá là nhanh chóng. Mình xem muốn xem một trận nữa. Đó chính trận là Thanos à. Thanos tấn công mình này. Để xem nó như thế nào. Nó có 10 thằng Balon. Ấy chà. Đổ dồn tất cả Balon vào đây để phá hủy cái trụ này của mình. Mình có Minion và pháp sư cũng như một con bắn cung. Uịch. Bắn chết hết mình rồi. Minion khỏe thật, Minion quá khỏe. Ui rồi, 20 bắn cung này. Nổ đi, rồi. Vỡ người cho em. Có thêm một thằng chiến binh ở đây nữa chứ. Thì làm sao mà có thể nào mà chịu được nhiệt. Rồi thì mình sẽ tấn công nha. Chúng ta sẽ tấn công một cái căn cứ nào đấy. Vàng của mình hơn 108 thôi. Chắc là mình cần phải, à, mình sẽ lấy thêm cái chiến lợi phẩm từ đánh mấy thằng này cái này. Rồi đấy, thì chúng ta sẽ tấn công thôi. Chúng ta tìm trận đấu. Ở đây nó sẽ có là 7.000 cũng như là bao nhiêu đây, 7.000 vàng cũng như là 11.000 kia. Có mấy tháp, hai tháp tên à. Ủa mà mình có không quân nội thành rồi thì làm sao mình có thể lấy được. Ăn à, mình xin quân nữa. Kệ, mình không có quân thì mình không biết có đánh được không ấy. Vẫn ô, mình tiên mình ấn vào đây mình có nghĩa mình phải đánh rồi, chắc chắn mình phải đánh rồi anh em. Rồi đấy, rồi ok. Chúng ta sẽ dồn tất cả quân vào đây đi. Đánh một phát nào. Nhất là chết. Rồi. Chúng ta đã cho tất cả quân vào đây rồi. Ok, mình sẽ cho cái này là thả bom. Nó sẽ thả bom xuống. Vào đi. Thả bom xuống ấy. Ô. Cái ba lôn của mình nó hơi khó chịu tí. Thật sự là khó chịu quá. Chúng ta sẽ cho cái quân này vào đây. Và tấn công mỏ vàng trước. Rồi. Phải phá hủy những cái tháp này đã. Rồi đó, sau mình sẽ cho thêm Gobin vào để cướp phá. Cái nhà này ra nó cũng ít thôi. Nó sẽ còn một cái tháp tên đây nữa này. Đến từ từ thôi. Ô rồi. Từ từ nhá, mình đã cho quân vào hơi sớm thì phải. Mấy cái con này thì nên cho vào sau để có phá nhà thôi. Nó sẽ còn một cái tháp tên và một cái khẩu đại bác ở phía này. Nhìn chung cũng không có cái gì lắm. Không để triển khai binh lính à. Khẩu nhân của mình thì nó cấp 2 rồi và rất là đông. 10 là khẩu nhân cơ. Đánh tẹt bô đi anh ơi. Đánh tẹt bô luôn. Tiếp mình ra kia mình sẽ xin một ít quân từ hội thành cái. Mình sẽ giã nó. Nát này, nát trụ này. Tiếp theo là con này. Xong. Sau đó mình sẽ cho Gobin vào. Và để cướp phá cho nhanh. Chúng ta sẽ lấy được thêm 5.000 vàng và 11.000 tiên dược nữa. Đấy, nhanh thôi. Thời gian còn 1 phút kìa. Có rất là nhiều bình tên dược nha.
phải lấy nhanh trước khi là rồi ta cho hết Gobin vào rồi đấy. 50 giây, thời gian còn lại 50 giây. Mình hơi phí cái khoảng thời gian lúc đầu để xem xét cái địa hình này. Không sao, chúng ta sẽ cố gắng tấn công nhanh và rút gọn thôi. 37 giây tiếp, tấn công cái kia đi anh ơi, tấn công mấy cái kia hộ em cái, tấn công mấy cái tiên dược của em cái và tấn công nhà chính hộ cái. Đấy, nhanh, còn 26 giây nữa. May là có Gobin đấy, không thì cũng mệt. 22 giây, rồi xong. Một thằng chuyển qua tấn công hội thành, còn bọn này sẽ tấn công kho chứa tiên dược của nó. Hội thành cũng sẽ có chứa một ít tiên dược gì đấy. Tấn công nhanh nào. Còn 1.000 tiên dược nữa thôi. Đập nát hội thành ra. Vỡ hội thành này. Rồi, còn một cái, mình mất 500 tiên dược. Rồi không sao, cũng ngon rồi, được thưởng thêm một ít tiền cũng như một ít vàng các kiểu. Chúng ta sẽ nhận xét để sau đi. Quân mình đang ra, mình có thêm một ít balon ở đây. Mình có bao nhiêu thằng kia rồi? Có 10 thằng khổng nhân này, có full quân rồi, hiện tại đã full quân rồi. Mình có thể nâng cấp cái vị trí này lên không? Sẽ mất 10.000 tiên dược cơ mới nâng cấp được cái này lên. Rồi mình sẽ lấy thêm tiên dược ở đây này, lấy thêm vàng ở đây này. Mình có 3 thằng lính cơ. À, chúng ta sẽ thu thập cái hộp ngọc cái 30 giây và thu thập cái chiến lợi phẩm này nữa này. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ mua thêm quân ở đây, huấn luyện binh lính này. Chúng ta sẽ cần thêm khổng nhân, 10 khổng nhân này. Chúng ta sẽ cần thêm từ nha. Chúng ta sẽ mua ít cái kia đã. Chúng ta sẽ mua khoảng 10 thằng Gobin trước để mang đi cướp phá này. Xong rồi 10 thằng khổng nhân này. Rồi, khổng nhân là quan trọng hơn. Mình chỉ chơi nguyên khổng nhân thôi và mua thêm Gobin đây đó. Rồi xong đấy, bỏ ngay đi, mình sẽ không lấy cái này nữa. Chúng ta sẽ mua sạch Gobin đấy. Rồi, và mình sẽ xin quân của hội thành nha. Yêu cầu quân hội thành có cái gì đây? Có một người online thôi. Cái này đóng góp à? Cho PK hoặc là Balon bay qua nhà, ok. Sợ không có ai cho mình quân ấy, tại vì nó không có ai online. Tầm chiều này không ai online rồi, nó hơi đen đủi một chút là thế. Thôi mình sang qua cái hòn đảo kia cái nhỉ, để xem nó trên bên kia nó làm ăn như thế nào. Lâu lắm rồi không sang. Về màn hình chính này, nhấn nhầm. Đây, đây là cái mình có 143, yêu cầu là 170 cơ. Vấn đề là như thế, chúng ta nâng cấp cái lên nhỉ, cũng không đủ vàng cơ. Vấn đề là thế. Rồi ok, ta tấn công luôn thôi, không phải nghĩ ngợi quá nhiều ở đây. Nghiên cứu này, cần phòng thí nghiệm các kiểu, cái này cũng có thể là nâng cấp lên được. Nâng cấp để lấy thêm con minion này cũng được, minion beta này cũng được này. 10.000 à, 100.000. Để mình sẽ xem nào. Rồi ta sẽ tấn công nha, binh lính mình chỉ có 4 thằng khổng nhân thôi. Nó yếu mà, cái này yếu. Okay, có thể là sẽ hạ được, hy vọng sẽ hạ được. Tấn công vào đâu trước nhỉ? Rồi tập trung hết lính vào bên này trước đi, hay tấn công bên này trước ta, tấn công bên này trước đi. Rồi đập nó trước, đi cùng nhau. Và nếu chúng ta có thua thì chúng ta cũng sẽ thua trong nó. Bắn rồi, bắt đầu bắn rồi. Rồi bắn thằng ấy đi, đúng rồi bắn thằng ấy đi. Cung thủ nó bắn kìa. Đập nhanh cái này anh ơi. Rồi thằng này xong rồi. Chắc chắn cái trận này là mày sẽ chết rồi, không thể nào mới được. Cùng lắm nó hạ được là khổng nhân thôi. Mình sẽ cướp thằng này nó không có kho nhỉ. Cái thằng này không có kho hết gì cả. Xong, chúng ta sẽ bắt đầu đập kia. Để mình xem nào, nó có để đâu không? Không. Mấy thằng ghẻ nó còn để mỗi một chỗ là một cái ngôi nhà cơ. Mình đã hạ được cái khu vực một người đang xem, có ai đang xem vậy ta? Chắc là trong hội thôi. Có gì đâu mà xem. Trận đây mình đề cấp còn người y thấp mà, nên cũng không có gì để xem cả. Chúng ta sẽ tấn công từ từ thôi. Nhìn xong được 80% 70% rồi. Tấn công cái mỏ vàng cái. Tiếp tục tấn công mỏ vàng thôi. Rồi giã xong cái này rồi, xong ra tấn công cái trại lính và tấn công cái nhà mua quân của nó nữa là xong.
phòng thủ hộ cái luôn đấy. Ok, chúng ta đã hạ gục xong rồi, về nhà thôi để mua thêm quân. Ở đây thì nó sẽ không được thưởng cái gì cả, triển khai toàn bộ binh lính nhưng mà cũng không được thưởng một cái bất kỳ một cái gì luôn. À, cái cúp kiếc gì đây? Bên này sẽ có minion này. Đấy, vấn đề là mình cần phải xây rất là nhiều thứ, nhưng hiện tại thì cũng không có mấy thứ để ấy à. Cái quân đội cần xây cái này này. Doanh trại quân đội 180.000, nhưng mà cái sức chứa cái này chỉ là 170.000 thôi. Chắc là phải tiết kiệm vàng thôi anh em. Tiết kiệm vàng để nâng cấp cái kho chứa tiên dược lên này. Sau đó thì sẽ mua thêm quân. Và cuối cùng là sẽ nâng cấp cái này bằng là 100.000 để huấn luyện được thêm minion. Đấy, đây là cái mục tiêu của mình. Chắc ra phải đợi thôi nhỉ. Đợi thôi. Bên này thì cũng xong rồi đấy. Tấn công phát nào nhỉ. Tìm người chơi gái để xem nào. Thanh niên nào. Wow, cái caster của nó gọi là ấy quá nhỉ. Không ăn được, không ăn được đâu. Tiếp theo thôi. Để tìm kiếm cái đối thủ nào nó khỏe một chút. Đối thủ này thật sự rất là khỏe. 14k. Đập thế nào được vào cái tường này đây? Cái tường này nó chắc như đinh ấy. Một trụ, hai trụ. Ok, sẽ còn có hội thành. Có nội thành. Tiếp theo thôi nhỉ. Để xem trận khác thôi. Wow, hai trụ này, một trụ kia, hai khẩu pháo, tường thành cấp 4. Hơi khó. 23k. 23k là hơi nhiều đấy. Thật sự hơi nhiều. Tấn công thôi. Tấn công kiểu gì cũng phải tấn công vào thôi. Cho tấn công từ hướng này nha. Rồi, vào rồi. Chúng ta sẽ vỡ nhà rồi, ok. Tấn công. Bây giờ ta sẽ lao quân vào thôi. Và chúng ta sẽ dùng thêm ballon này. Ballon, tiến lên. Úi giời, nó có tháp phòng không? Nó có tháp phòng không? Nó có tháp phòng không? Wow. Quân mình đang bị chết rất nhiều. Rất là đông. Cái kia nó bắn nó free kìa. Anh em ơi, đập xong cái này nhanh đi. Cố gắng đập cái này đi. Xảy ra đập cái pháo này. Cái pháo này rất là khó chịu này. Ok, mình thấy là có vẻ ổn đấy. Rồi. Đi hơi xa. Liệu đập được không? Liệu đập được không? Cái pháo kia nó còn có tí máu thôi. Được rồi. Chúng ta đang vào. Chúng ta sẽ còn 3 thằng nữa. Ở đây thì mình sẽ cho tấn công luôn vào đây. Nào, bắt đầu phá nhà nào. Mày nhờn này. Mày nhờn cái khẩu pháo này. Mình tiếc là mình không có Robin thôi. Rồi, xong. Chúng ta đã phá hủy được đây. Hay rồi, chúng ta đang tấn công vào các cái mỏ vàng của nó. Lấy hết tất cả thứ có thể. Nhưng mà tấn công hơi yếu tại vì không có quân. Mình như vẫn chưa được tặng quân ấy phải. Cho nên thì mình thắng rồi. Thật sự là khó chịu. Đáng lẽ mình nên tấn công cái tháp phòng ngự ở trước này. Tháp phòng thủ nó trước này. Cái tháp bắn trên trời trước đã. Cái này căng phết đấy. Không phải đùa đâu. Rồi, đã tiêu hủy được, phá hủy được xong cái mấy cái trại linh tinh vớ vẩn. Mình đang tấn công cái hội thành. Và sẽ tấn công xung quanh cái này. Nhà chính nữa. Còn một phút nữa kìa. Tấn công nhà chính anh ơi. Không tấn công nhà chính là thua nha. Bao nhiêu phần trăm rồi? Cứ 50%, trên 50% là được. 50% là... Ôi hình như là không tấn công được rồi. Tấn công cái đấy làm cái gì? Trời ơi. Không có Goblin. Vấn đề là trong nó chứa hết ở trong cái nhà chính như này. Nhà chính như này nhiều. Cái kia có mấy đâu. Thôi kệ, đằng nào thì cũng phải đánh vậy. 43% mới có 43% thôi. Rồi, chỉ phải cần 50%, tôi cần 50%. 46% này. Tôi tấn công cái kia thì đúng là với một quýt rồi. Trận này mình rõ ràng là mình hạ được nhưng mà mình không có Goblin. Đáng tiếc là không có Goblin ở trong này. Không thì mình cũng đã có thể là thắng được. 47, cố lên ạ. Rồi, xong, mình đã hạ gục. Đã thắng, trận này kiểu gì cũng thắng nhưng mà được ít các thứ quá. Nó bố trí hay, không cướp được bao nhiêu cả. Rồi, chiến thắng thì ta được thêm 5.000 tiên dược, an ủi.
80% thưởng thôi. Để sau đi, thưởng sao này. Ok, thưởng sao. Quân đã đầy đủ chưa? À, huấn luyện, đang huấn luyện. Thông tin này, 8 thằng khổng nhân và 10 thằng Gobin. Đấy, nó sẽ đợi thêm 2 thằng đợi thêm khổng nhân nữa. Đây khổng nhân vẫn đang rất là đông, cần rất là nhiều. Ờ, mình có cần thêm con phá bom không nhỉ? Phá bom có vẻ là cần đấy. Chúng ta sẽ cần thêm lấy con phá bom, à phá tường thành ấy. Nói hơi lâu, thật sự hơi lâu. Mình sẽ cần cho một con đi trước dò đường này, một con phá bom. Rồi, giờ cho thêm cái này. Và lấy thêm khổng nhân. Khổng nhân 10 con. Tiếp theo là hết là Gobi, tất cả là Gobi luôn. Đó, ok. Chiến đó. Như này mình cướp được nhiều, chứ cái kia không cướp được bao nhiêu cả. Chắc chắn luôn. Trong khi đó thì mình sẽ nâng cấp thêm mấy cái này nhỉ. Nâng cấp lên 5.000 cái. 5.000. Phía này nữa 10.000, không phải. Cái này thôi, cái 5.000 thôi. Cái này thôi, 5.000 thôi. Rồi, thế là khá là ổn đấy. Đây, một cục tường thành nữa. 5.000. Tất cả. Còn một cái chỗ này thôi. Rồi, và mình sẽ tôi ấn nhầm sang cái cục khác rồi. Cái này cơ mà. Đấy. Thì mình có thể nâng cấp được cái nhà chính lên chưa? 150.000 sẽ nâng cấp được cái này lên. Cái này sẽ 80.000 tháp cung thủ. Cái nào thì mình sẽ nâng cái nào nó nhẹ nhàng thôi. 5.000 tiên dược này. Huấn luyện, giảm thời gian huấn luyện. Cái này chúng ta cũng nên nâng lên hết lên. Mỏ vàng 28.000. Nhà nghiên cứu là 90.000. Cái này sẽ là 50.000, chưa tiên dược nữa. Còn nhiều thứ phải nâng lắm. Anh em cứ từ từ nha. 7.000 này. Nâng lên. Rồi. Khá là ổn đấy. Mình sẽ đợi thêm quân. Ở đây thì đã được 11 tầng khổng nhân rồi. Chúng ta sẽ đợi thêm một hàng khổng nhân nữa nhé. Và đánh nhau thôi. 5 giây. 4, 3, 2, 1 giây. Và nó sẽ bắt đầu thôi. Vào. Let's go. Chúng ta sẽ tấn công nào. Tìm trận đấu. Nó sẽ có ít quá. Thôi con này next. 6.000 này mà nó bảo vệ kinh quá. Thôi 11.000. 11.000 và 1.000 tiên dược thôi. Next. Cái chỗ này có vẻ là đánh được này. Đánh được này có vẻ ngon này. Nhưng mà nó hơi rát, thật sự hơi rát. Nếu mà nó tấn công này thì hơi rát. Có một cái trụ tháp canh thôi. Ok, tấn công. Toàn bộ quân xung phong. Xung phong. Phá tường thành ra. Rồi, ok. Đã vào được. Thưa chỉ huy, đã vào được. Rồi, ok, xong. Nổ bom à. Rồi, mày đánh đi. Tao cho mày đánh cả ngày luôn. Nát nhà chưa em? Chia nhau ra. Sao có một thằng này? Ok, sao có một con đứng ngoài này? Có một con đứng ngoài nó cứ bắn này anh em. Rồi, chúng ta sẽ đập nốt cái nhà này ra. Xong chúng ta sẽ thoát ra ngoài và đập nát cái nhà này luôn này. Đó, đập hết cái khẩu pháo đã. Tập trung được khẩu pháo. Đấy, khổng nhân vẫn là rất là quan trọng đối với mình. Rồi, còn một cái này nữa. Đập nốt cái tường thành ra. Mày chạy đằng trời nhá. Ok, quân mình chắc là thắng thôi. Có một người đang xem kìa. Rồi đấy, xong rồi đấy. Đập cái này đã. Rồi, chúng ta sẽ cho Gobin bạn. Tất cả Gobin lên, cướp phá. Bây giờ là sẽ ngày cướp phá đây. Tuyệt vời mà trời. Trận này là thắng đứt đuôi rồi. Ngon rồi. Kích hoạt đi em, anh sẽ cướp hết và về nhà và nâng cấp toàn bộ những cái gì có thể lên nha. Rồi, hay lắm, tuyệt vời. Trận này đánh quá tuyệt vời luôn, thắng tất cả trận đều thắng. Đỡ hội cái xem nào có thể đỡ được không. Đúng là yêu tình rất là quan trọng nha, yêu tình cực kỳ quan trọng hơn cái thằng Manji nhiều. Mình cảm giác là thằng yêu tình nó đánh nhanh, tốc độ chạy nhanh. Cướp hết, đốt hết. Trời ơi, cả một cái mỏ vàng lớn này anh em. Em có nhiều nhìn thấy nhiều không?
dập hết luôn, dập hết nhà mày luôn, đã triển khai toàn bộ lực lượng và bây giờ sẽ tấn công thẳng vào cái hội thành. Rồi, ui nó đập cái tường kìa, anh em xem nó đập cái tường như gì luôn. Kệ, hội thành nó chỉ là một con muỗi thôi. Xong nhá, ta lấy được hết vàng rồi, hay quá. Bây giờ sẽ làm cỏ nốt cái bọn này thôi, không có gì. Xong, ngon. Đáng lẽ mình nên để quân vào đây này, xong mình đánh chỗ này trước này, xong mình sẽ tiến vào này, đánh dần dần này, đấy. Ui giời, bây giờ còn có cả mấy cái chiến thắng rồi, 100%. Ok, và mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Nếu anh em thấy hay, đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.